chong cho tàu riêu cái cây miền lô miền hình miền cái play ấy đôi kê tàu vô tàu xó đó nè anh nè đằng miền ớt chụp phùm kê vậy nè đằng tham miền cái play đai ớt hay qua nè phùm này chạm xí ói nè phùm nè hả là chọn chọn riêu như thử phạt mới ở nhà phùm đang chênh mò làm hai lấy nhỉ nhà phùm này lại bị ọp sọc nấu nồng tia plate đỏ thằng hàm chẳng tới cái lương lương đỏ kê tiệt tập phịch đỏ thằng hai ngóp mau pi vía ọt thơ à phạc nắng ao ao chen mau đỏ thằng hai đàn chăng cái thơ ao vía à lâu lâu nãy nhồng về nhỏ vậy xong đi tam phùng vậy nè tam phùng có flow về về vần á xong đi bọn cổ đây mình chạm ta hai về hai vòng ấy chứ ta mình sẽ nằm flow nữa ta mình sẽ nằm số mua sẽ nằm ta flow nữa tàu ọt bài xì đó ai xong đi flow vía bọn cổ nhưng mình ai sẽ nằm phá lâu bán ấy, ta sẽ nằm chứ mua vậy của phá lâu vậy khoát khoái nha mà thôi nè, tôi phạt anh chàng chàng nữa ta bọn phụ ôn ọt thơ à phùm nè ọt nâng kê phát đăng ta kê phát đỏ tầng hai ông ta ngóp kịp phải đăng ai chẳng đó miền cái lạnh cầm san ấy chẳng đâu cái nó nóng tia cái ọp sọc cái chênh màu đầm bầy vô cho là cao hơi tôi toàn ai tôi nam đắng ai tia không đắng em đắng ai lô plau tôi tia lên khơi ấy, về nhá chết về nhá sĩ hiệu thơ nè đợi phạt nè vẫn mong ta ở thơ ở bán nè tiền nè nó kiên kiên đăng kê phát đăng ngọ kê mặt bàn chênh một lấy nhỏ lịch đo thằng hào nè khơi nhỉ ở trang ai cửa nè khai nè khi khai cửa kê ăn nhám mong muốn khá chào sẵn ăn nhám đang tha hết ấy đã nhỏ đang khi ở chỗ chết nhầm thôi mình bỏ xì vẫn cứ xì tại vụ phản ảnh ở đây chuyện cá kì chào lắm đây bà thị ta này
sẵn cạn thế bọn con mình sẵn cạn là ô ấy vào màn thế bà còn ta sẵn cạn viên đâu chết tì cái đóng cứ thay thêm đoàn hay sầm bồ tiệt hay loạn cái này này sầm bồ tiệt hay loạn cái vì sao đó mà con mình nụ chèn chồ chèn chồ khoan khoai nha, sau này ta làm xuống một vầy nâng phâu nà đầu tiên đó nè bóng vốn, tiên nâng tiên khả mai nè tiên bí bây nè tiên buộc buộc bí bây nâng cứ phần khả mai nè thì bóng vốn kia đâu chụp cái này là ớt tèm nó bóng vốn kia kia sao ta xong chẳng nhưng tiệc không ai vậy ngay kê chết xong tiệc đó ừ.